chứng minh của khoa học về nhân quả luân hồi, tập 1B. Giám định lão pháp sư Tịnh Không, người giảng tiến sĩ Chung Bao Xâm, địa điểm phòng 103 hội trường Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc, thời gian ngày 17 tháng 2 năm 2006. Đây là một kiểu tư duy logic truyền thống. Phương pháp nghiên cứu này có thể nói là dễ dàng thuyết phục mọi người, bởi vì chứng cứ của nó vô cùng xác thực, sự tín nhiệm cao, tính khách quan mạnh mẽ. Nhưng mà cái vấn đề của phương pháp này là nó tốn kém thời gian rất là nhiều. Vì vậy mỗi một trường hợp, từ lúc phát hiện đối tượng đến lúc lập phương án xác minh điều tra, dù sao cũng phải cần khoảng thời gian mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Rất là hiếm như giáo sư Stephenson, chỉ trong 40 mấy năm ông có thể sưu tập được hơn 3.000 trường hợp. Ở đây xin chia sẻ với mọi người trong một tác phẩm của ông, một trường hợp nghiên cứu của ông. Trường hợp này bởi vì rất là kỳ lạ cho nên xin được chia sẻ với mọi người. Cái trường hợp này là nói đến một bé trai người Ấn Độ, là một em bé vào năm 1954. Vào khoảng thời gian đó, cháu bé này mới có 3 tuổi rưỡi, chỉ vì mắc bệnh đậu mùa mà chết đi. Sau khi chết đi, đương nhiên là cha mẹ vô cùng đau khổ. Quan tài cũng được đem về nhà rồi. Sáng sớm ngày hôm sau thì chuẩn bị đi chôn. Người cha đang dựa mình vào bên cạnh chiếc quan tài, vô cùng đau khổ. Kết quả là vào lúc khoảng nửa đêm, đột nhiên ông cảm thấy bên trong chiếc quan tài có tiếng động. Thế là lập tức mở quan tài ra để xem, thì nhìn thấy đứa bé này đã tỉnh lại rồi. Rất là vui mừng, không kể xiết, lập tức đi lấy nước, thấy lấy thức ăn cho đứa bé ăn. Kết quả là đứa bé này cự tuyệt, không chịu nhận. Đứa bé liền nói chuyện. Lời của đứa bé này nói ra đều hoàn toàn không giống như đứa bé lúc ban đầu. Đứa bé này nói rằng cháu là một thanh niên ở một ngôi làng của Ấn Độ. Đứa bé này bản thân nó là 3 tuổi rưỡi. Tên của đứa bé này là Bối Tư Bá. Nhưng mà đứa bé này lại tự nói mình là một thanh niên 22 tuổi. Đứa bé lại nói tên nó là Hưng Khắc, là một người con trai của ngôi làng Duy Hy Địch. Cái người thanh niên 22 tuổi này là một người Bà La Môn. Chúng ta biết rằng Ấn Độ sự phân chia giai cấp chủng tộc rất là khắc nghiệt. Bà La Môn là quý tộc. Người quý tộc thì không ăn thức ăn ở nhà người của thường dân. Nhà của đứa bé này thuộc về nhà thường dân. Cho nên sau khi chú bé đã thật sự tỉnh rồi thì lại cự tuyệt việc cha mẹ đưa thức ăn cho chú. May mắn thay, nhà hàng xóm có một cụ già, bà là người Bà La Môn, cho nên bà liền mang biếu thức ăn cho chú. Như vậy đứa bé này mới chịu nhận, nếu không thì phải chết dần vì đói. Đứa bé này nó kể lại tình trạng của bản thân hồi kiếp trước, đề cập đến tình cảnh trước khi sắp chết của anh ấy. Anh nói có một hôm anh ấy đi dự tiệc cưới của người bạn thân. Kết quả là trong tiệc cưới đó anh gặp phải một kẻ thù. Người thù này có mượn tiền của anh nhưng mà không chịu trả. Vậy là hắn bỏ thuốc độc vào trong ly rượu của anh. Nhưng mà anh chẳng hay biết gì, liền uống ly rượu này. Trên đường về nhà thì độc tính ở trong rượu liền phát tán.
Kết quả là anh thấy trời đất tối tăm, liền té từ trên xe ngựa xuống và chết đi. Sự việc này chẳng có ai mà biết được. Giáo sư Stevenson vì phải xác minh cái câu chuyện này, thực sự là tìm được ngôi làng anh thanh niên ở kiếp trước mà đứa bé đã nói. Thực sự là tìm được cái gia đình đó, xác minh quả nhiên là có câu chuyện này. Mọi người đều không biết cái người này vốn là bị đầu độc rượu mà chết, chẳng ai biết được. Mọi người đều cho rằng là sau khi anh tham dự tiệc cưới xong, đang trên đường trở về nhà, không thận trọng nên té từ trên xe ngựa xuống mà chết. Cho nên trong lúc đứa trẻ kể đến kẻ thù ở kiếp trước của anh, lúc đầu đọc anh như thế nào, vô cùng phẫn nộ. Chúng ta biết rằng kẻ thù của anh rất là độc ác. Giống như trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói, mượn đồ người cầu người chết. Kẻ thù cho rằng mọi việc đã giải quyết ổn rồi, đâu ngờ rằng kẻ thù này đời đời kiếp kiếp vẫn mang nỗi hận. Đương nhiên khi anh ta gặp được cơ hội thì nhất định phải báo thù. Cho nên làm sao mà có thể kết quán với người khác được như vậy? Làm sao mà có thể làm hại được người ta vậy? Giết hại người thì kiếp sau người nhất định sẽ tìm cơ hội đến để đòi mạng. Trường hợp này vào thời xa xưa chúng ta còn gọi là mượn xác hoàn hồn. Chính là bởi vì đứa trẻ này, đứa bé 3 tuổi, nó thật sự là đã chết rồi. Thi thể trước khi chưa bị thối rữa vẫn có thể sử dụng được. Kết quả là một cái linh hồn của người khác liền vào trong cái thi thể này, vì vậy nó trở thành con người khác. Cái này gọi là mượn xác hoàn hồn. Một số truyện ghi lại vào thời xưa, giống như là Liêu Trai Chí Dị, đều có một số câu chuyện mượn xác hoàn hồn. Sự thật đều là có thật như vậy. Ngành y của Trung Quốc vào thời xa xưa có một tác phẩm gọi là Hoàng Đế Nội Kinh, trong đó cũng có ghi lại các trường hợp liên quan đến chuyện mượn xác hoàn hồn. Chúng ta biết tại làm sao cái linh hồn này quay lại để mượn xác hoàn hồn, nó có thể nhớ rõ ràng tiền kiếp của chính bản thân mình không? Tại làm sao những người chúng ta đang ngồi ở đây không có ai có thể nhớ được tiền kiếp? Ai nhớ được kiếp trước, xin giơ tay lên. Bạn xem, thật sự là không có ai. Điều này bởi vì Đức Phật có dạy chúng ta, con người sau khi nhập thai ở trong bụng của người mẹ, làm thai nhi rất là khổ sở. Đức Phật thí dụ nói giống như ở trong địa ngục, gọi là nỗi khổ của thai ngục. Hiện tại y học phát triển đã tiến bộ rất nhiều. Trước khi hầu học tôi đến Đài Loan là đã xem một bộ phim tài liệu về y học. Hiện nay y học có thể sử dụng được hình ảnh 3 chiều để chụp ảnh tình trạng cuộc sống của thai nhi trong bụng mẹ, chụp được rất rõ ràng. Thực sự là nhìn thấy được thai nhi ở trong bụng mẹ không thể nào cử động được. Bên ngoài có vài âm thanh tiếng động thì thai nhi sẽ phản ứng lại và sẽ chịu sự đau đớn. Cho nên trên kinh Phật có dạy chúng ta, người mẹ uống một ly nước nóng thật là giống như đi vào địa ngục núi lửa vậy. Uống một ly nước lạnh thì giống như địa ngục hàn băng, thật là khổ đến như vậy. Đến lúc sinh ra lại càng khổ hơn. Lúc sinh ra Đức Phật thí dụ như đi vào địa ngục núi kẹp vậy, sinh ra bị kẹp chặt rất là khổ. Sau khi sinh ra, bởi vì làn da của trẻ sơ sinh ở trong bụng mẹ rất là mỏng manh, cho nên vừa sinh ra tiếp xúc với không khí, đau đớn giống như bị kim đâm vậy. Bản thân của chúng ta đều đã có kinh nghiệm. Nếu như trong lúc bản thân chúng ta bị một vết thương lớn, vết thương này khi tiếp xúc với không khí, bạn sẽ cảm thấy như bị kim đâm. Trẻ sơ sinh cũng giống như vậy. Toàn thân trẻ sơ sinh thật là giống như bị kim đâm. Cho nên bạn xem trẻ sơ sinh vừa được sinh ra là oa oa khóc lớn lên. Tại sao khóc vậy? Là bởi nó đau.
Mọi người có thấy qua một em bé vừa được sinh ra mà mỉm cười như thế này chưa? Bởi vì có quá nhiều sự đau khổ như vậy, cho nên ký ức về kiếp trước đều bị phai mờ. Bạn nhìn xem chúng ta đi vào bên trong bệnh viện, đều thấy, nhìn thấy những người bị bệnh nặng, người bị bệnh mãn tính, trí nhớ của những người đó đều giảm mất đi. Trẻ sơ sinh cũng giống như vậy, bởi vì nó chịu đựng đau khổ suốt 10 tháng trong thai, chịu đau khổ của địa ngục, núi kẹp, sinh ra rồi vẫn phải chịu khổ, cho nên những ký ức của nó thật sự đã bị mài mòn mất rồi. Mượn xác hoàn hồn trường hợp này, bởi vì nó không có chịu sự đau khổ của thai ngục, anh ta không có nhập thai, hồn của anh ta nhập trực tiếp vào thân của đứa bé 3 tuổi, cho nên anh ta có thể có được trí nhớ rõ ràng, sáng suốt. Những trường hợp liên quan đến luân hồi chuyển kiếp rất là nhiều. Giáo sư Stephenson, từ trong hơn 3.000 trường hợp của ông có thể tổng kết được một số quy luật của luân hồi. Trong đó, ông có một quy luật như thế này. Ông chỉ ra rằng, con người đang trong luân hồi, nếu như kiếp trước anh ta bị dao đâm chết, hoặc giả là bị đạn bắn chết, cái vết thương đó, ở chỗ bị thương đó, thường thường ở kiếp sau trên thân thể sẽ lưu lại một cái bớt. Giờ sinh ra thì đã có cái bớt. Ông ta đối với cái lý luận này, cái lý luận này là ông kết hợp quan điểm của sinh vật học với phát hiện của luân hồi học, viết ra cái tác phẩm này gọi là Where Reincarnation and Biology Intersect, gọi là sự dung hợp của luân hồi học và sinh vật học. Trong quyển sách này thì cũng có những trường hợp giống như vậy. Chúng ta hãy xem thử ông ta nói như thế nào về cái gọi là lý luận về cái bớt. Trong đó thì có một trường hợp như thế này. Nói rằng ở Hoa Kỳ có một em bé gái. Em bé gái này tên là Winnie, sống ở một gia đình. Trong gia đình này còn có ba mẹ và người chị gái. Kết quả là vào năm 1961, Winnie mới có 6 tuổi thì một lần không may bị tai nạn xe mà chết đi. Sau khi Winnie chết đi, cha mẹ và mọi người trong nhà đều bị bao trùm trong nỗi bi thương. 6 tháng sau khi cô bé chết, chị gái của Winnie cũng là một cô gái. Cô bé nằm mộng gặp được Winnie, nói là muốn trở về nhà. Sau cái sự việc này, thời gian đại khái khoảng 2 năm, mẹ của cô liền mang thai. Trong thời kỳ mang thai, cũng nằm mộng thấy rõ ràng. Winnie nói, mẹ ơi, bây giờ con chuẩn bị trở về nhà đoàn tụ rồi. Sau này sau khi sinh rồi, năm 1964, ở trong phòng hộ sinh, cha của cô ta đang ở ngoài cửa phòng sinh. Lúc đó rất là tỉnh táo, thì liền nghe được tiếng của chính con gái đã chết của ông, Winnie, đến nói với ông. Cái tiếng nói này cũng rất là rõ ràng, nói rằng, cha ơi, hiện giờ con đã trở về nhà rồi. Sau đó thì sinh ra một bé gái, liền đặt tên là Susan. Vào lúc Susan được 2 tuổi, cô bé liền có thể kể lại chuyện tiền kiếp của bản thân mình. Cô bé nói tiền kiếp của cô là con cái út Winnie ở trong gia đình này. Đã nói rất là nhiều tình huống, sau này đều được giáo sư Stephenson xác minh lại. Thí dụ như cho bé nói là thích hai tấm hình kiếp trước của Winnie, lúc nào cũng cầm mãi tấm hình, chỉ vào người ở trong tấm hình, nói rằng người ở trong tấm hình chính là con. Một tấm treo ở trên đầu giường, một tấm thì luôn mang theo ở bên mình. Vào lúc cháu bé được 2 tuổi, người ta hỏi cô bé, cháu bé ơi, con mấy tuổi rồi? Cháu bé trả lời, cháu 6 tuổi rồi.
rõ ràng là không đúng rồi. Nhưng mà vào lúc Winnie gặp phải tai nạn xe chết đi chính là 6 tuổi, cho nên cháu gái vẫn nhớ được số tuổi của cháu ở kiếp trước. Cháu cũng thường hay nhắc đến lúc bản thân cháu đi học như thế nào, như thế nào. Thường rất thích cái ghế xích đu ở phía sau trường học. Cháu bé mới 2 tuổi vẫn chưa đi học, cho nên chuyện này không phù hợp với tình hình hiện tại của cháu. Nhưng mà vào lúc Winnie còn sống, thật sự là có đi học, mà thật sự là rất thích cái ghế xích đu ở phía sau trường học. Ở mông bên trái của Susan có một cái bớt. Cái vết bớt này vì tình trạng của nó và vị trí của nó thì cùng với đời trước của Winnie lúc cháu bị tai nạn xe, ở vị trí vết thương bị chiếc xe đụng nó vô cùng phù hợp. Đây cũng là giáo sư Stephenson sau này tìm ra được cái bệnh viện mà lúc Winnie chết. Căn cứ và báo cáo khám nghiệm tử thi lúc trước của bệnh viện mà tiến hành xác minh, cho nên trên thân là có vết thương ở nơi đó. Tình trạng và vị trí thì cùng với vị trí vết thương khi xưa là hoàn toàn như nhau. Ở nơi đây vẫn có một tấm hình là của một trường hợp khác. Một trường hợp khác nữa cũng là nói đến một em bé trai người Ấn Độ. Vào lúc khi cháu có thể nói chuyện được thì cháu kể bản thân mình kiếp trước là một người con trai cũng là Ấn Độ, tên là Maha. Người con trai này ở kiếp trước là bị người ta mưu sát, là dùng súng lục bắn chết ở cự ly gần. Ở chỗ viên đạn đi xuyên qua chính là ở phía trước ngực, chỉ trí là ở trước ngực. Giáo sư Stephenson không những đi xác minh những tình huống ở kiếp trước mà cháu bé này kể lại, tìm được gia đình kiếp trước của cháu, còn tìm ra được cái bệnh viện ngày xưa mà cháu đã nói. Vào lúc đó, sau khi anh con trai bị bắn chết được cấp cứu ở bệnh viện thì lúc đó cũng chết trong bệnh viện rồi. Thế là tìm được bản khám nghiệm tử thi và bản báo cáo tử vong. Bản vẽ ở bên phải chính là báo cáo khám nghiệm tử thi của anh thanh niên đã chết ở kiếp trước trong bệnh viện đó. Bạn nhìn vị trí trước ngực của cháu bé chính là nơi viên đạn đi xuyên qua. Đề này là ở bên trái đứa bé trai này. Nếu như các vị quan sát kỹ lưỡng, có thể nhìn thấy trước ngực của cháu bé thật sự là có một cái bớt. Hình dạng và vị trí của cái bớt thật sự cùng với vị trí viên đạn xuyên qua ở kiếp trước thật sự là rất giống nhau. Các trường hợp như vậy, giáo sư Stephenson đã cung cấp cho chúng ta hơn 200 câu chuyện. Mỗi trường hợp đều tìm ra được kiếp trước của họ. Bản báo cáo khám nghiệm tử thi ở tại bệnh viện nơi họ đã chết cùng tiến hành đối chiếu cái bớt trên thân của họ ở đời này. Cho nên ông đem hơn 200 trường hợp này để chứng minh cho chúng ta cái bớt ở trên người so với kiếp trước là có liên quan. Cái lý luận này chúng ta nghĩ thử xem thấy cũng hợp lý. Vì sao vậy? Tại vì nếu như con người bị giết chết, bị súng đạn bắn chết, hoặc giả là bị xe đụng chết, trong lúc chết thân tâm nhất định là đau đớn vô cùng. Nỗi đau đớn vô cùng này lưu lại cho linh hồn chúng ta một ấn tượng sâu sắc tận đáy lòng. Cái ấn tượng này thậm chí có thể mang theo đến đời sau, thậm chí còn có thể biểu hiện ra trên thân thể của chúng ta, trở thành cái bớt. Chúng ta nhìn xem con người chết rất là đau khổ. Có rất nhiều người nói: ây da, hiện tại vô cùng khổ, tôi chẳng muốn làm người nữa rồi, chỉ muốn tự sát. Đâu ngờ lúc chết đi kỳ thực so với lúc anh ta còn sống khổ hơn rất nhiều. Không phải chết đi là hết, rồi một khi chết đi là vẫn chưa xong. Chết đột ngột càng đau đớn.
Cho nên sự đau khổ này gây ấn tượng sâu sắc cho họ. Vì vậy ở tận trong đáy lòng của linh hồn vẫn có thể mang đến đời sau, vẫn có thể biểu hiện ra cơ thể là biến thành một cái bớt. Cho nên cõi nhân vì chúng ta thật sự là phải tích đức mới có thể chết an lành. Chết lành là một trong năm cái phúc. Bạn xem hiện giờ chúng ta đón năm mới thì trên cửa có dán cái liễn gọi là ngũ phúc lâm môn. Cái gì là ngũ phúc? Phú quý, trường thọ, khang ninh, hảo đức, còn một cái là thiện chung. Chết an lành mới thật sự là phúc. Sự giàu sang của bạn không thể mang theo, nhưng chết an lành thật sự có thể ở đời sau là tốt đẹp. Tốt rồi, tiếp theo xin được chia sẻ cho mọi người một câu chuyện nữa của giáo sư Stephenson. Từ cái câu chuyện này chúng ta cũng phải tỉ mỉ mà thể hội trong sự luân hồi rốt cuộc là sức mạnh nào quyết định sự luân hồi của chúng ta. Cái câu chuyện này kể là có một người Alaska của Hoa Kỳ. Tên người đàn ông này là Charles Porter. Ông là con cháu của người gốc bản địa Ấn Độ. Ông Porter này, trong lúc này ông ta vừa có thể ghi chép, ông ta vừa có thể kể lại tiền kiếp của mình. Ông ta kể kiếp trước của mình là một người thuộc bộ tộc da đỏ. Vào lúc đó người da đỏ thường có những cuộc chiến tranh sắc tộc của các bộ lạc, tức là một bộ lạc này đánh với một bộ lạc khác. Người đàn ông này đời trước là trong một cuộc chiến tranh của bộ lạc người da đỏ thì bị người ta giết chết. Ông ta mỗi lần kể đến cảnh cái chết của chính mình luôn luôn lấy tay chỉ vào sườn bên phải của mình, xương sườn bên phải ở ngay chỗ này, nói rằng kiếp trước là bị người ta ở chiến trường dùng một cây giáo đâm xuyên qua ở chỗ này, đâm chết luôn. Trong khi kể đến đoạn này, ông ta đều chỉ vào vị trí bị thương của mình. Ở vị trí đó thật sự là có một cái bớt. Hơn nữa, người đàn ông này có thể nhớ được người mà đã giết ông trong kiếp trước. Ông ta nói người mà đã giết ông trong kiếp trước hiện bây giờ chính là người cậu của mẹ của ông ở trong gia đình. Người đó vẫn còn, kiếp trước đã giết ông, ông ta vẫn còn sống, vẫn chưa chết. Đương nhiên là già lắm rồi, nhưng ông ta vẫn biết. Cho nên chúng ta hãy nghĩ xem, cái ông Porter này làm sao mà biết đầu thai đến nhà ông kia. Thì ra đây thật sự là một mối hận thù. Cái lực báo thù này đã lôi kéo anh ta để cho linh hồn của ông chuyển kiếp đầu thai vào nhà của ông kia, trở thành người nhà của ông kia. Cho nên ông vẫn nhớ bà kể, người cậu của mẹ của ông chính là người mà năm xưa đã giết hại ông. Thật sự chúng ta thấy được hoàn toàn tương báo không bao giờ dứt. Sau khi oán hận đã kết rồi, cái lực oán hận này của ông lại có thể dẫn dắt linh hồn của ông đi vào trong gia đình này. Đương nhiên ông đến đó để báo oán. Trong đạo Phật có một bộ kinh rất là nổi tiếng, Đại Phật Lãnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Trong kinh Lăng Nghiêm có dạy cho chúng ta một câu. Bạn xem Phật chân thật có trí huệ, một câu nói thật là đơn giản, đem hết thảy sự thật của sự luân hồi của chúng ta mà chỉ ra. Đức Phật dạy: Nhữ phụ ngã mệnh, ngã hoàng nhữ trái, dĩ thị nhân duyên, kinh bách thiên kiếp, thường tại sanh tử. Chính là nói bạn mắc nợ mạng của tôi thì phải trả, tôi đã mắc nợ bạn tiền, tương lai bạn cũng phải đến đòi nợ.
đời đời kiếp kiếp đều là như vậy. Nợ mạng thì trả mạng, nợ tiền thì trả tiền. Quan gia trái chủ thì báo với nhau giống như vậy. Đến luân hồi cùng bồi thường nghiệp báo với nhau. Trong Kinh Lăng Nghiêm còn có dạy một câu. Cái câu đó, trước khi nói đến, tôi xin kể cho mọi người một câu chuyện. Câu chuyện này cũng là của giáo sư Tây Phan Sơn. Ông kể về một cô gái người Miến Điện, tên là Đình Đình Minh. Cô ta sinh ra vào năm 1960. Cái cô Đình Đình Minh này, sau khi được sinh ra, đại khái là vào lúc 2 tuổi, thì có thể nói ra tiền kiếp của chính mình. Thì ra tên của cha là La Bi, mẹ của cô là Tan. Đây là tên của Miến Điện. Cha của cô có một người vợ cả. Người vợ cả tên là Huệ. Người vợ cả cùng với chồng của hai người sống rất đầm thắm. Hai người đó có thể nói là yêu nhau rất đậm đà, tha thiết. Nhưng mà họ chẳng có con cái. Người vợ cả sau này chết đi. Sau khi chết, người vợ cả có người em gái. Có một lần người em gái của cô nằm mơ, nằm mơ thấy người chị gái, tức là người vợ cả của chồng cô. Chị của cô đến nói với cô, chị muốn ở bên cạnh em, bởi vì chị có ở bên cạnh em mới có thể cùng với chồng của chị mãi mãi ở bên nhau. Người em gái nằm thấy giấc mộng này cảm thấy rất là kỳ lạ. Nhưng mà thật sự là một năm sau, cái cô em gái này liền được gả cho chồng của người chị. Cho nên đợi đến khi chồng của cô ta tục quyền, người em gái người vợ trước của ông. Sau khi hai người cưới nhau chưa được bao lâu, thì người em gái mang thai. Sau khi mang thai, lại nằm mộng thấy chị gái của cô, người chị đã chết, đến báo với cô rằng, như vậy là tốt rồi, chị có thể ở bên mọi người rồi. Người em gái trong giấc mộng vẫn nói chuyện với chị của mình, nói rằng hiện bây giờ chị không phải là người ở trên cuộc đời này với chúng em rồi. Em bây giờ là đã gả cho chồng của chị rồi. Chồng của chị cùng với em hình như là không thích hợp lắm. Kết quả là người chị nói, không có gì đâu, mối quan hệ của chúng ta hiện bây giờ đã không còn giống như trước đây nữa. Sau khi nằm mơ xong, người em gái sau này sinh được một bé gái. Bé gái này chính là Đình Đình Minh. Trong khoảng thời gian mà Đình Đình Minh biết nói chuyện, thì có thể kể tiền kiếp của cô chính là người vợ cả trong nhà đó, cũng chính là người vợ trước của cha của cô. Mối quan hệ này mọi người đều rõ. Ở đây đã kể rất là nhiều câu chuyện. Vậy sao tất cả đều được giáo sư Tây Phân Sơn xác minh qua? Qua khảo sát, sự thật cho thấy rằng Đình Đình Minh xác thực là người vợ trước của cha cô. Trong đó có một chi tiết, chính là mỗi lần Đình Đình Minh nhìn thấy, lúc mà người cha và người mẹ của cô ngồi ở bên cạnh nhau, đều là biểu hiện ra lòng ghen tị của một người con gái. Liền cố tình ngồi ngay chính giữa cha và mẹ cô, cố tình làm cho cha và mẹ của cô ngồi cách xa nhau. Điều này một đứa trẻ bình thường đương nhiên rất hiếm gặp. Cho nên gặp được quan hệ luân hồi như thế này, thật sự cái nhân duyên như thế là vô cùng bất khả tư nghị. Trong Kinh Lăng Nghiêm, cái câu dưới đây cũng nói với chúng ta, nói rằng như ái ngã tâm, ngã lân như sắc, dĩ thử nhân duyên, kinh bách thiên kiếp, thường tại triền phược. Chính là nói giữa người nam và người nữ,
anh yêu em yêu anh, đều là một loại ham muốn như vậy, làm cho hai người đời đời kiếp kiếp ràng buộc ở bên nhau. Nhưng mà không phải là nói mỗi một đời đều có thể kết thành chồng vợ. Bạn xem giống như thí dụ này, tuy là cô ta có cái lòng ham thích như vậy, nhưng mà đi đến gia đình này lại biến thành mối quan hệ cha con. Như vậy vẫn còn tốt, có phước báo trở lại làm người. Có trường hợp không được làm người mà phải làm súc sanh. Bạn xem ngày nay động vật được yêu thích nhiều như vậy, người ta nuôi thú cưng thật sự là yêu nó đến quá mức. Quá khứ có lẽ cũng không biết do nhân duyên gì. Tốt rồi, đến đây là chia sẻ với các vị xong rồi. Từ đầu đến giờ là đã nói đến những nhà khoa học ở phương Tây đối với việc nghiên cứu về luân hồi chuyển thế. Tiếp theo xin tiếp tục được giới thiệu với mọi người về phương diện nghiên cứu thứ ba, phương pháp mà được gọi là thôi miên, giúp con người ta nhớ lại tiền kiếp. Phương pháp thôi miên tiếng Anh gọi là hypnosis, phiên dịch thành tiếng Hoa là thôi miên. Hậu học tôi cho rằng phiên dịch thành từ thôi miên thực sự hoàn toàn chưa chuẩn xác lắm. Vì sao vậy? Bởi vì thôi miên không phải là ngủ, đó là bác sĩ đến hướng dẫn giúp cho tâm lý của bệnh nhân, để cho tâm lý của họ đi vào một trạng thái rất là an ổn, rất là bình tĩnh. Tương tự như trạng thái đi vào thiền định mà Phật giáo đã nói. Vì vậy, trong lúc thôi miên, sóng điện của não cùng với sóng điện của não trong lúc ngủ là hoàn toàn không như nhau. Trạng thái trong lúc thôi miên vẫn còn nguyên ý thức tỉnh táo, vẫn có thể nghe được lời của bác sĩ nói chuyện hướng dẫn. Trong lúc bác sĩ hỏi thăm, vẫn có thể trả lời các cảnh tượng mà bản thân đã thấy được trong lúc thôi miên. Cho nên không phải là đang ngủ. Dùng phương pháp thôi miên này để nghiên cứu luân hồi, số người được nghiên cứu này tương đối khả quan. Một số học giả nổi tiếng bao gồm chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu Tinh thần Hoa Kỳ, giáo sư nổi tiếng của trường đại học Brown, tiến sĩ Dukas, tiến sĩ Wambach, tiến sĩ Fire, tiến sĩ Gronger, tiến sĩ Quest, vân vân. Trên đây đã giới thiệu với các bạn một số vị. Tiếp theo chúng tôi xin được kể một số câu chuyện tương đối là đặc sắc của các vị đó. Một số phương pháp được gọi là thôi miên. Đầu tiên là các bác sĩ tâm lý để làm giảm bớt chứng trầm cảm của một số bệnh nhân tâm lý dùng phương pháp thôi miên. Có thể giúp đỡ họ nhớ lại những chuyện của bản thân đã xảy ra trước đây rất là lâu. Thông thường họ cho rằng những em bé đã chịu một số chấn thương về tâm lý, cho nên làm cho họ bị bệnh trầm cảm. Dùng phương pháp thôi miên giúp đỡ bản thân họ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, có thể thông qua cách hướng dẫn an ủi của các bác sĩ có thể tiêu trừ các chứng bệnh về tâm lý. Nhưng mà các bác sĩ tâm lý này lại dùng phương pháp thôi miên giúp đỡ họ nhớ lại những chuyện của các đời trước trong quá khứ, những chuyện của đời trước. Những bệnh nhân này ở trong trạng thái thôi miên nhớ lại quá khứ đều có thể kể lại rất là rõ ràng, đem những câu chuyện trong quá khứ, cuộc sống trong quá khứ đều có thể miêu tả lại rất là chân thật, rất là tỉ mỉ, hợp tình hợp lý, mà còn phù hợp với sự thật của lịch sử. Cái phương pháp này luôn luôn là một cách trị liệu có hiệu quả rất là nhanh, rất là kỳ lạ, giúp đỡ bệnh nhân có thể giải trừ được chứng bệnh về tâm lý, chứng trầm cảm của họ. Cái phương pháp này trong giới tâm lý y học được sử dụng rộng rãi và cũng rất là phổ biến.
Trước tiên xin giới thiệu với mọi người một câu chuyện. Câu chuyện này là của tiến sĩ Rick Brown. Vị này là phó chủ tịch học hội trị liệu tâm lý hồi quy quốc tế, bác sĩ tinh thần tâm lý rất là nổi tiếng. Câu chuyện của ông ta, cái câu chuyện này là được ông xuất bản kỳ năm vào năm 1991, được gọi là nghiên cứu điều trị hồi quy. Cái gọi là liệu pháp hồi quy chính là giúp đỡ bệnh nhân nhớ lại kiếp trước, trở về với kiếp trước để tiến hành trị liệu. Câu chuyện này là của bệnh nhân của một vị bác sĩ, bệnh nhân tâm lý. Anh ta là một nam nhân viên bán hàng, tên của anh ta là Kelly. Anh nam nhân viên bán hàng này là được sinh vào ngày 19 tháng 1 năm 1953. Sau khi sinh ra thì anh ta có nỗi ám ảnh là bệnh sợ nước, chính là anh ta rất sợ nước. Anh ta sợ nước đến nỗi không dám đi bơi, không dám ngồi thuyền. Thậm chí trong lúc đi tắm, đến cái bồn tắm mà anh ta cũng chẳng dám bước vào, vì sợ bị chết đuối. Bị bệnh tâm lý này nên bệnh nhân phải tìm đến bác sĩ, tìm đến tiến sĩ Rick Brown để cho ông ta dùng thôi miên để trị bệnh. Vị bác sĩ tiến hành hướng dẫn thôi miên cho bệnh nhân trong trạng thái đang thôi miên người đàn ông này. Thật sự có thể nhớ lại bản thân là trong khi đại chiến thế giới lần thứ hai, là một thủy thủ đoàn ở trên một chiếc tàu ngầm. Ở trong trạng thái đang thôi miên, ông ta mô tả thì ra chiếc tàu ngầm này là của Hoa Kỳ. Ở trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai, nó có tên gọi là chiếc tàu ngầm cá mập. Cái chiếc tàu ngầm này vào ngày 11 tháng 2 năm 1942, ở trên một vùng biển gần Manila của Philippines, bị tàu hạm đội của Nhật Bản đánh chìm. Lúc đó toàn thể sĩ quan và binh lính Hoa Kỳ ở trên tàu đều gặp nạn. Người nhân viên bán hàng này kiếp trước tên là Jim, cũng là một trong những thuyền viên gặp nạn. Bác sĩ liền hướng dẫn cho anh ta để anh ta nhớ lại tình hình của ngày anh ta gặp nạn trong kiếp đó. Sau đó bệnh nhân trong trạng thái thôi miên nói rằng, vào ngày hôm đó tàu ngầm hiệu cá mập đang lặn ở trong vùng biển của Manila, lặn ở dưới đáy biển. Vào ngày hôm đó, cái người tên là Jim không có ca trực, cho nên khi đang nghỉ ngơi trong một căn phòng, đột nhiên bên trong cabin của chiếc tàu ngầm vang lên tiếng chuông báo động. Thì ra phát hiện ở phía trước có một đội tàu chiến hạm của Nhật Bản. Lúc đó trong Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ và Nhật Bản là hai nước đối nghịch. Vào lúc đó tàu hạm đội của Nhật Bản cũng phát hiện ra được chiếc tàu ngầm của Hoa Kỳ mà bắn ngư lôi để tấn công. Kết quả là quả ngư lôi thứ nhất bắn trúng phần đuôi của chiếc tàu ngầm. Lúc đó Jim đang ở trong cabin tàu liền cảm thấy bị lắc rất là mạnh. Tiếp theo toàn bộ đèn của cabin tàu đã bị tắt hết. Sau đó nó mới từ từ sáng trở lại. Vào lúc đó bên trong của chiếc tàu ngầm, anh ta liền nghe được tiếng gào thét, tiếng còi báo động, thật là hỗn độn. Vào lúc đó rất nhanh, một quả ngư lôi thứ hai lại bắn trúng vào chiếc tàu ngầm. Nhưng mà lần này là bắn trúng vào chỗ hiểm. Bên trong cabin của chiếc tàu ngầm bị phá ra một cái lỗ thật to. Bởi vì chiếc tàu ngầm là đang lặn ở dưới đáy biển, cho nên nước biển ồ ạt tràn vào. Lúc đó Jim đang ở trong cabin tàu liền cảm thấy nước biển lạnh cống nhanh chóng đã dâng lên cao. Không đợi cho mọi người lấy được phao cứu hộ, toàn bộ cabin tàu bị tràn ngập nước biển.
Cho nên toàn bộ hải quân Hoa Kỳ, bao gồm sĩ quan và binh lính, đều gặp nạn. Trong lúc người nam nhân viên bán hàng này vẫn nằm trên giường bệnh trong trạng thái thôi miên, đang mô tả tình hình mà anh đã gặp được trong kiếp trước. Trong lúc chết thực sự là hai cái tay của anh hình như đang dùng vậy, có sự biểu hiện rất là lo lắng, rất là sợ hãi, biểu hiện cảnh giác tuyệt vọng. Vào lúc đó bác sĩ tâm lý liền vội vã an ủi anh ta, nói rằng cái câu chuyện này đã qua lâu rồi, bây giờ bạn nên thư giãn, không nên căng thẳng. Dần dần bệnh nhân này, anh ta có sự biểu hiện từ từ thư giãn trở lại, hô hấp mới nhẹ nhàng trở lại. Sau quá trình trị liệu này, người bệnh đó nổi sợ hãi, khi gặp nước của anh ta mới tan mất. Cho nên thật sự là có hiệu quả khi giúp anh ta dẹp tan đi nỗi sợ khi gặp nước. Chúng ta biết vì sao anh ta có thể dẹp tan được cảm giác sợ nước. Thật ra cảm giác sợ này nó đến bằng cách nào vậy? Là do tâm lý đối với sự đau khổ đã trải qua trong quá khứ, một kiểu chấp trước quá sâu dày. Vì lẽ đó làm cho sâu thẳm trong lòng của anh còn nỗi sợ hãi này. Nếu như những điều trong quá khứ đã sáng tỏ, sự việc trong quá khứ đã xảy ra trong quá khứ, đã như là mộng huyễn bào ảnh, vào lúc này tâm lý không còn chấp trước vào nó nữa. Cho nên người bệnh thông qua cách hướng dẫn của bác sĩ tâm lý, anh đã giác ngộ ra quá khứ thật sự là mộng huyễn bào ảnh. Vào lúc đó anh mới tự nhiên tâm lý mới hồi phục lại bình thường. Cho nên điều quan trọng là phải giác ngộ. Ở trên Kinh Kim Cang, Phật có giảng cho chúng ta, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Là nói đến bạn, xem cái thí dụ của người bệnh này, sự việc trong quá khứ thực sự là như mộng huyễn bào ảnh, không còn tồn tại như xương, hạt xương, trong khoảnh khắc liền biến mất, như tia chớp, tia chớp vừa lóe lên liền biến mất. Cho nên Phật nói với chúng ta, cứ như vậy mà quan sát, cứ như vậy bạn liền không còn chấp trước. Bạn không có chấp trước thì sẽ không có đau khổ. Đau khổ là do chấp trước của bạn sinh ra. Không những là sự việc trong quá khứ là mộng huyễn bào ảnh, thời điểm hiện tại này của chúng ta cũng là mộng huyễn bào ảnh, tương lai cũng là mộng huyễn bào ảnh, cũng là như lộ diệt như điện. Cho nên Phật nói với chúng ta, thật tướng của vũ trụ nhân sanh là cái gì? Chân tướng của nhân sanh vũ trụ chính là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Quá khứ, hiện tại, vị lai, thập phương tam thế hư không pháp giới, chúng ta nói cái vũ trụ này, đó chính là một niệm tâm tánh của chúng ta đã biến hiện. Đã là một niệm tâm tánh biến hiện ra, một niệm tâm tánh nó cũng là nhìn không thấy, sờ không được, nó vốn là không có. Cho nên từ vốn chính là trong một niệm không này, cảnh giới sở hiện càng lại là không, càng lại là mộng huyễn bào ảnh. Tại vì sao chúng ta lại nhìn thấy cái vũ trụ này tồn tại thật sự như vậy? Rõ ràng là nhìn thấy trước mặt có nhiều người như vậy, nhiều vật thể bày ra ở trước mặt, làm sao mà mộng huyễn bào ảnh được chứ? Thực sự đây là ảo giác của chúng ta. Sự thật của chân tướng là gì? Là một niệm về sở hiện, về vũ trụ của chúng ta. Thời gian nó lưu lại vô cùng ngắn ngủi, gọi là trong một niệm. Cho nên ở trong Kinh Phật đã nói cho chúng ta thí dụ, một cái móng tay 60 sát na, một sát na 900 lần sanh diệt,
chính là nói tốc độ sanh ra rồi mất đi trong suy nghĩ của chúng ta, trong khoảng khảy móng tay mà nhiều đến như vậy, sanh diệt nhiều đến như vậy. Cho nên trong ý niệm sanh diệt nhiều đến như vậy, chúng ta chẳng có cách nào để nhận ra được bản chất cái vũ trụ này. Nó vốn dĩ là vừa sanh vừa diệt. Lấy thí dụ mọi người chúng ta đang ngồi trong một căn phòng tối. Trong căn phòng tối này chẳng nhìn thấy được vật gì, nhưng vào lúc vừa mở đèn lên, ánh sáng liền tỏa ra, cả căn phòng liền biến hiện ra, nhìn được rất là rõ ràng. Cách sắp đặt đồ nội thất, cách trang trí, nhìn thấy rất rõ ràng. Đây chính là thí dụ mười pháp giới y chánh trang nghiêm, nhìn thấy rất là rõ ràng. Vừa mở đèn là nhìn thấy ngay, được gọi là nhất thời đốn hiện. Sau đó ngay lập tức bạn tắt đèn, lập tức kết quả là một mảng tối đen, chẳng nhìn thấy được gì. Cái này gọi là nhất thời đốn diệt. Vừa mở xong liền tắt, động tác này được ví như là ý niệm của chúng ta vậy. Ý niệm của chúng ta trong lúc khởi lên thì cả cái vũ trụ này liền hiện ra, nhất thời đốn hiện. Trong khi ý niệm của chúng ta vừa diệt, cả cái vũ trụ đốn diệt. Cho nên đại sư Vĩnh Gia nói, rõ ràng trong mộng có sáu cõi. Mộng chính là chỉ khi bạn vừa mở đèn lên là đã thật sự nhìn thấy rõ ràng có sáu cõi tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà ý niệm vừa diệt thì cũng chẳng còn cái gì, giác rồi không, không cả đại thiên, toàn bộ đại thiên thế giới đều mất đi. Vấn đề ở chỗ là khi chúng ta vừa mở đèn rồi tắt đèn, cái động tác này rất nhanh. Một khẩy móng tay 60 sát na, một sát na là 900 lần mở tắt. Cho nên căn bản là chúng ta không có cách nào nhận ra được. Thì ra cái vũ trụ này là luôn ở trong trạng thái sinh diệt như vậy. Cho nên hình tướng mà chúng ta đã nhìn thấy được gọi là bất sanh bất diệt. Kỳ thật cái bất sanh bất diệt này là do nguyên nhân gì? Nguyên nhân là do tốc độ sanh diệt của nó quá nhanh, không có cách nào để nhận ra. Cho nên Phật nói với chúng ta gọi là bất sanh bất diệt. Chân tướng là cái gì vậy? Chân tướng kỳ thật là ngay đó sanh ra, ngay đó diệt tận, mới chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên Phật nói với chúng ta cái gọi là mộng huyễn bào ảnh là vì bạn không giữ lại được. Một niệm sở hiện của nó, cảnh giới liền hiện ra, thời gian dừng lại của nó rất ngắn, một niệm mà thôi. Cho nên thời gian bạn vừa muốn giữ nó lại thì nó đã thay đổi rồi, thì nó ở cảnh giới sở hiện của niệm thứ hai. Cho nên Phật mới nói với chúng ta cái vũ trụ này thật sự chính là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Hiểu rõ cái chân tướng này, thật sự là bạn không còn chấp trước nữa. Còn chấp trước cái gì nữa chứ? Bạn vừa chấp trước thì cái vũ trụ này đã thay đổi rồi, đều không phải là vũ trụ lúc đầu, đều không phải là cái ban đầu của bạn nữa, đều không phải là gia đình tài sản vợ con lúc ban đầu của bạn. Những cái này đã thay đổi hình dáng rồi, đều là đã ở trong cảnh giới của niệm thứ hai rồi. Lúc này thật sự chẳng có cái gì có thể chấp trước được. Trong lúc chẳng có gì để chấp trước là tâm bạn đã buông xả rồi. Nhìn thấu chính là buông xả. Nhận thức được chân tướng của nhân sinh vũ trụ thì gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì nhất định buông xả, những phiền não của bạn đều không còn. Cho nên bác sĩ tâm lý vì những bệnh nhân tâm thần này, nguyên lý trị liệu chính là điều này. Đương nhiên là ông ấy không sâu sắc như thế, không có sâu sắc giống như Phật nói. Trên thực tế đạo lý chính là làm cho bạn giác ngộ, hiểu rõ được những việc trong quá khứ là đã qua rồi. Mộng nguyễn bào ảnh không có gì để chấp trước, tuyệt đối không thể đem cái đau khổ đã qua trong quá khứ để dày dò hiện tại của bạn. Cho nên trong lúc anh ta đang còn trong trạng thái thôi miên thì đã hiểu rõ điều này, thật sự chứng bệnh tâm thần của anh ta liền trở lại bình thường. Tiếp theo xin chia sẻ với mọi người thêm một câu chuyện nữa. Câu chuyện này là câu chuyện của tiến sĩ Brian L. West.
Vị tiến sĩ Brian Elwes này là chủ tịch trung tâm y tế Mount Sinai, Miami, Hoa Kỳ, cũng là bác sĩ tâm linh, tâm lý học rất nổi tiếng. Vào năm 1970, tiến sĩ Quay tốt nghiệp tại Đại học Y học viện Yale của Hoa Kỳ, đạt được học vị tiến sĩ y học, đã từng làm giảng viên ở trường đại học Pittsburgh cũng như Đại học Miami, làm công việc trị liệu lâm sàng tâm lý khoảng 30 năm. Cho nên có kinh nghiệm thực hành và nghiên cứu vô cùng phong phú. Tác phẩm của ông có rất là nhiều, có nhiều chủ đề hay. Hiện giờ cũng là nhà tâm linh tâm lý học, đặc biệt là có uy tín về lĩnh vực luân hồi học. Tác phẩm tiêu biểu của ông có các loại như sau. Đó là Many Lives, Many Masters. Chúng ta biết ở Đài Loan có bản dịch Trung văn tên là Tiền Kiếp và Hiện Tại. Mọi người có lẽ đã đọc qua. Quyển sách này đã sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu để kể lại bằng cách nào để ông tiến hành trị liệu cho một bệnh nhân tâm thần, giúp bệnh nhân có thể nhớ lại tình huống luân hồi của bản thân đã qua nhiều kiếp. Còn có Through Time into Healing, phương pháp trị liệu luân hồi của cuộc sống vượt qua không gian và thời gian. Còn có Micro of Time using Regression for Physical, Emotional and Spiritual Healing, phương pháp trị liệu trở về tiền kiếp để trị bệnh cho thân và tâm, đều liên quan với các tác phẩm nói về lĩnh vực luân hồi. Hầu học tôi ở đây xin được giới thiệu với mọi người quyển sách đầu tiên của ông, Tiền Kiếp và Hiện Tại. Câu chuyện trong quyển sách này, câu chuyện này nói đến một nữ bệnh nhân của bác sĩ Quiz. Tên của cô bệnh nhân này là Catherine. Trong lúc bác sĩ đang thôi miên cho cô ta, có thể giúp cô nhớ lại nhiều kiếp trước của cô. Người nữ bệnh nhân này vào năm 1980 thì tìm đến bác sĩ Quiz để trị bệnh. Lúc đó cô 27 tuổi, là một kỹ thuật viên ở trong phòng thí nghiệm trung tâm trị liệu của bác sĩ Quyết. Cô ta có một người bạn trai tên là Stone. Người bạn trai này luôn ở bên cạnh cô, nhưng mà chẳng hòa hợp với nhau. Cô bệnh nhân Catherine này mắc phải một căn bệnh trầm cảm. Cô cả ngày luôn bị căng thẳng thần kinh, luôn sợ hãi, giống như là gặp ác mộng. Thậm chí cô còn có hiện tượng mộng du. Cô rất sợ bóng tối, và cũng sợ bị nhốt ở trong nhà nữa, bị nhốt trong một không gian. Cho nên cô không dám đi máy bay, bởi vì cô cảm giác khi ngồi trong cabin máy bay, cô cảm thấy ngột ngạt, ở chỗ đó rất là khó chịu. Cô cũng rất sợ nước, bởi vì cô mắc nghẹn, cho nên khi uống thuốc với một chút nước cô cũng không dám. Cả ngày cô luôn lo lắng là mình sắp chết rồi. Tính tổng hợp của căn bệnh trầm cảm này hiện nay trong xã hội có rất nhiều, ở Đài Loan cũng nhiều nữa. Người bị bệnh trầm cảm thực sự là rất nhiều. Quá ra đều do tiền căn của nó. Bởi vì bị căn bệnh trầm cảm này nên cô mới mời bác sĩ Quyết trị bệnh cho cô. Bác sĩ Quyết khi vừa mới bắt đầu đã tốn thời gian 18 tháng tròn, dùng đủ các phương pháp chữa bệnh truyền thống để trị bệnh. Kết quả là không trị được bệnh, không thể có được kết quả. Cuối cùng là quyết định sử dụng phương pháp thôi miên để trị bệnh cho cô bệnh nhân này. Kết quả là vừa thôi miên thì giúp được bệnh nhân này nhớ lại sự luân hồi mười mấy kiếp của bản thân cô. Trong mỗi một lần luân hồi chuyển kiếp, cô ta đều có thể mô tả lại rất là chi tiết, rất là tường tận cảnh tượng mà cô ta đã thấy, đã cảm nhận được. Trong quãng đời của một kiếp, tên của nhân vật
địa điểm đều có thể nói ra rất là tường tận, rất là chân thật, hoàn toàn không có bịa đặt. Trong lúc thôi miên cô bệnh nhân này đã nói rằng bản thân cô ở trên quả địa cầu này đã làm được thân người là 86 lần. Trong 86 lần luân hồi này, thời gian là có khoảng 4-5 ngàn năm. Ở trong khu vực hầu như là toàn thế giới, ở đây bao gồm các khu vực Ý, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Ai Cập, Maroc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, vân vân. Cô ta còn nói cô cũng đã luân hồi ở các hành tinh khác nữa. Như vậy vẫn còn tốt, ở trên địa cầu này đã làm người 86 lần. Nhưng cô ta làm người cũng rất là đau khổ. Cô đã nói gì? Cô ta nhớ chính bản thân đã từng làm nữ nô lệ. Nữ nô lệ ở thời đại Ai Cập, ở thế kỷ thứ 18 là một cư dân thuộc địa, là một nữ nô lệ trong dòng thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha, là một người con gái cư trú trong hang động vào thời đại đồ đá cổ xưa. Vào thế kỷ thứ 19 thì làm nô lệ tại Vichy Nha của Hoa Kỳ. Tính ra thì cũng có thể là quá tốt. Trong một đời gần đây nhất, lúc đại chiến thế giới lần thứ hai, cô là một nam phi công của phát xít Đức. Lúc đó cô làm đàn ông, nhưng mà người phi công đó lại bị một chiếc máy bay ném bom quanh tạc mà chết đi. Những câu chuyện của cô ta thật là tuyệt vời. Tôi xin chọn lọc ra để giới thiệu khái quát với các vị. Thí dụ như có một lần, trong quá trình trị liệu bằng thôi miên, bác sĩ Quyết hướng dẫn cô để cho cô đi vào sự an định, cái trạng thái nhập định này. Vào lúc này thì để cho cô mô tả cảnh tượng mà cô nhìn thấy được. Cô đã nói, tôi nhìn thấy một tòa nhà màu trắng thật lớn. Cái tòa nhà này lại không có cửa, mái nhà thì nhọn. Tôi đang giúp vận chuyển trầm tích. Cô ta nói tôi mặc một cái áo choàng hơi dài. Loại áo choàng này là ở vào thời đại của Ai Cập cổ. Rõ ràng là cô ta đang xây dựng kim tự tháp, vẫn là làm nữ nô lệ. Cô nói lúc đó cô 25 tuổi. Đó là năm 1863 trước công nguyên. Bạn xem thời gian được nói chính xác đến như vậy. Năm 1863 trước công nguyên, lúc đó rất là sớm, so với thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật và Khổng Tử của chúng ta thì vẫn sớm hơn. Thời Ai Cập cổ đại, cô ta nói cô có một đứa con gái. Đứa con này vẫn còn bé, tên là Clento. Cô ta nói đứa con gái này chính là cháu gái của tôi ở kiếp này. Cho nên cô bệnh nhân Catherine này cùng với cô cháu gái, hai người quan hệ rất thân mật, giống như tình mẹ con vậy. Thì ra tiền kiếp của cô thời Ai Cập cổ đại thật sự là hai mẹ con. Cô ta nói mẹ con của cô sống trong một ngôi làng. Ngôi làng đó ở trong một thung lũng, rất nóng, rất là khô hạn. Đột nhiên có một hôm, ở trong thung lũng đổ xuống một cơn lũ lớn. Cơn lũ lớn này giống như đợt sóng thần, chỉ trong chốc lát đã nhận chìm hết cả khu làng. Nhiều cây to bị quật ngã, rất nhiều người đã bị chết đuối. Vào lúc đó cô nói cô đang ôm đứa con. Đứa con của cô thì lại muốn thoát ra. Kết quả là một cơn sóng lớn đập tới, liền cuốn đứa con mà cô đang ôm trong lòng trôi đi mất. Bản thân cô cũng bị sặc nước, sặc đến không chịu nổi. Nói đến giây phút này, bác sĩ Quét đang ở bên cạnh nhìn thấy cô thật sự giống như đang bị nước nhấn chìm, hai cánh tay đang dùng dậy, hơi thở thật là dồn dập, rất là căng thẳng. Bác sĩ liền an ủi cô, nói rằng đã qua rồi, đã qua rồi, hãy mau thả lỏng. Vào lúc này hơi thở của cô từ từ mới trở lại bình thường. Cho nên chúng ta nghĩ rằng cái tâm của con người đích thực là chi phối tinh thần và thể xác.
Bạn xem tại sao mà cô ấy căng thẳng. Thật sự là không ai đụng chạm vào cô. Cô ấy đang nằm yên trên giường mà. Chính là vì cái tâm của cô thấy được những cảnh tượng đó nên cô ta mới căng thẳng. Cho nên cái tâm thật sự là chi phối tinh thần cùng thể xác của chúng ta. Không chỉ là chi phối tinh thần cùng thể xác, mà còn là chủ thể của vật chất. Giống như tiến sĩ Giang Bổn Thắng của Nhật Bản dùng nước để mà thí nghiệm chứng minh tâm có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của tinh thể nước. Cho nên rõ ràng sự thật cái tâm là chi phối tất cả vạn vật. Lúc này bạn có thể hiểu rằng làm như thế nào để tu sửa cái tâm của chính mình. Hôm nay thời gian đã hết rồi, cho nên chúng tôi tạm thời nói đến chỗ này. Ngày mai chúng ta tiếp tục thảo luận tiếp theo phần này. Những trường hợp tiếp theo càng lúc càng hấp dẫn. Còn có những trường hợp làm rung động làm người, ngày mai sẽ chia sẻ với mọi người. Hôm nay tôi có nói lời nào sơ suất nông cạn, xin chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức nhiệt tình góp ý chỉ bảo. Xin cảm ơn. Cẩn dịch phước tịnh cư sĩ, vọng tây cư sĩ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử nhiều âm minh tuệ thành tâm cúng dường, nguyện hết thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Namo Amida Phật.
Nam.